Một Phật tử nó hỏi: cha mẹ con là người làm nghề giết heo, con không muốn cha mẹ con làm nghề này nữa. Con khuyên cha mẹ con hướng Phật và bỏ nghề, nhưng cha mẹ con không tin Phật, cũng không tin vào tâm linh, cũng vì hoàn cảnh mà không thể đổi nghề. Con muốn xin Thầy chỉ cho con nên làm gì để giảm bớt tội cho cha mẹ. Phật tử này nói rằng cha mẹ có làm nghề giết heo, tức là nghề mổ lợn. Con đã dùng các biện pháp để khuyên, nhưng cha mẹ gì không tin, vì cha mẹ không tin Phật, cũng không tin gì vào tâm linh. Cho nên Phật tử này đã bất lực rồi, nhưng nay muốn hỏi là gì? Vì thương cha mẹ, khuyên cha mẹ đổi nghề nhưng cha mẹ không đổi, cho nên bất lực rồi. Vì thương cha mẹ cho nên xin cái cách gì, làm thế nào, xin chỉ bảo cho cách làm thế nào để giảm bớt cái tội ấy cho cha mẹ. Con có thể gì, Phật tử này, con có thể gì, phát đại bồ đề tâm, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu có điều kiện thì có thể phóng sinh nữa thì càng tốt. Bằng không cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng gì cho cha mẹ, và đặc biệt là hồi hướng cho tất cả những cái con lợn mà bị cha mẹ mình giết đó, sẽ không gì, không khởi tâm báo oán và sớm được sinh về cõi lành. Đem tất cả công đức tụng kinh Địa Tạng đó chỉ để gì, hồi hướng cho những con heo bị giết, và hồi hướng cho cha mẹ của mình sớm gì, sớm giải hết những cái oán thù từ vô thủy kiếp trước cho đến nay. Nhất tâm làm như vậy thì cũng đem lại lợi ích rất rất nhiều, có thể khiến cho gì, vô số những con heo bị cha mẹ bạn giết kia sớm được sinh về cõi lành, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Và đặc biệt khiến cho cha mẹ của bạn có thể một ngày nào đó không xa hiểu được và nghe lời bạn để bạn khuyên, thì bỏ được cái nghề đó để thay vào một cái nghề làm ăn chân chính với chính pháp, đúng với chính pháp của Đức Phật đó, thì quý nhất. Phật tử này cũng có thể chọn một vài cái bài giảng nó phù hợp với những cái đoạn mà này, có thể hôm nào thì về cứ mình, cha mẹ có thể chưa tin Phật, không tin vào tâm linh, không thích nghe pháp, nhưng mình lúc ngồi ăn cơm hay là làm bằng cách nào đó mình gọi là diễn, nhưng mà diễn rất sâu, coi như là mình mở pháp mình nghe câu được câu không, cha mẹ mình có thể nghe câu được câu không vào chúng cái đoạn nói về nhân quả, nói về luân hồi, nói về gì đó. Bạn có thể nghe kinh Địa Tạng để mà nghe một cái đoạn nào đó có thể phù hợp với cha mẹ mình có thể nghe, thì giả vờ về đứng bên cạnh, hoặc lúc ăn cơm mình có thể mở nhỏ nhỏ để giả vờ nghe, hoặc lúc nghỉ ngơi thấy cha mẹ vui mình có thể mở, mình sẽ đi qua đi lại trước mặt mẹ cho cha mẹ mình có thể nghe được câu không. Đấy cũng là một cái phương pháp, một cái phương pháp giáo hóa độ sinh, báo ân cha mẹ. Khi cha mẹ biết đâu cha mẹ mình nghe câu được câu không mà lại thay đổi được. Ở trong chùa cũng có khá nhiều những trường hợp như vậy, kể cả đệ tử xuất gia của tôi cũng có gì, có những bố mẹ trước đây bất tín nhân quả, làm nghề sát sinh, nhưng sau khi dần dần đã có con xuất gia một cái, lúc đầu chưa tin đâu, cũng bán phá tam bảo, thậm chí không làm được gì thì phải chịu thôi, cũng bán phá, cũng coi thường thì chúng tôi không ra cái gì đâu, nói chúng tôi có khi là lừa đảo, là mê tín dị đoan, là dùng bùa dùng chú để chủ ẻo để lôi cuốn của con trai con gái của các vị ấy xuất gia theo mình. Nhưng một thời gian sau ra cũng tìm hiểu Phật pháp xem tại làm sao con mình nó lại gì, nó lại tin Phật, nó lại muốn xuất gia như thế, vân vân và vân vân. Để sau khi tìm hiểu được một chút ấy, thì dần dần là ngộ ra, và bây giờ có bỏ cả cái nghề gì giết gà mổ lợn, thậm chí còn phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật nữa, phóng sinh tu phúc nữa. Đó, cho nên Phật pháp này, nhân duyên đến, quả báo tốt đến thì ngộ rất là nhanh, thật là nhanh. Phật tử này cũng có thể gì, dùng các phương tiện đó xem có độ được cha mẹ ngay trong đời này không. Nếu không độ được thì nguyện gì, nguyện như Bồ Tát Địa Tạng hay là như là Mục Liên Tôn Giả, nguyện gì nhắn đến cha mẹ mình ở trong địa ngục, mình cũng nguyện gì tu tập có công đức để vào địa ngục để cứu độ cha mẹ mình, thì như thế thì phải phát đại nguyện, phát đại bồ đề tâm, và phải tu hành gì rất cần mẫn, rất tinh tiến và rất gian lao mới có thể làm được cái đại nguyện ấy.